Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 5 năm 2021, thu ngân sách tỉnh Yên Bái ước đạt trên 1.260 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 52 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng gần 130 tỷ đồng tiền thu ngân sách. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực so với dự toán tỉnh giao, so với cùng kỳ, nhưng một số sắc thuế vẫn có tốc độ thu chậm như thu sử dụng đất khối tỉnh, thu tiền thuê đất trả một lần, thu quốc doanh và thu ngoài quốc doanh. Đáng chú ý, thu ngân sách 5 tháng năm 2021 bị ảnh hưởng 127 tỷ đồng do Nghị định số 52 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có hiệu lực thi hành từ 19 tháng 4 năm 2021. Một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách như hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của các dự án đầu tư ngành điện chưa đáp ứng về giấy phép điện lực sẽ không thực hiện hoàn thuế. Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vãng lai từ 2% giảm còn 1%.